Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tầng 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn thứ 3 Hoa Kỳ và Canada. Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Bảo Khanh xin đăng ái kính chào quý vị. Sau đây như thường lệ, kính mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Điện Kremlin cho biết Trung Quốc có quyền tập trận ở Đài Loan, Pháp không thể làm trung gian ở Ukraine. Nga tuyên bố bắn hạ hơn 100 UAV của Ukraine. Các nước Asian giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu khi Trung Quốc mở cửa trở lại để thúc đẩy nền kinh tế. Tai nạn xe bus kinh hoàng ở Peru ít nhất 10 người thiệt mạng. Giáo viên và cảnh sát đụng độ ở Bolivia Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sư ngôn viên Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay đã cho biết là Điện Kremlin đã cho biết là Trung Quốc có quyền tập trận ở Đài Loan và Pháp không thể làm trung gian ở Ukraine. Điện Kremlin cũng cho biết vào hôm thứ Hai là Trung Quốc có mọi quyền đáp trả các cái mà họ gọi là các hành động khiêu khích, lập đi lập lại chống lại họ và thực hiện các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan. Bắc Kinh vào hôm thứ Hai đã tiến hành một cuộc tập trận cuối cùng trong 3 ngày xung quanh hoàng đảo Đài Loan, bao gồm thực hành các cuộc diễn tập phong tỏa trên không và hải quân đối với hoàng đảo mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của mình, điều mà chính phủ Đài Loan cực lực phản đối. Trong một cuộc gọi với các phóng viên, phát ngôn viên của điện kremlin là ông dmitry peskov đã nói rằng mọi người nên tôn trọng trung quốc và các hành động của họ phù hợp với luật pháp quốc tế trong một khoảng thời gian rất ngắn chúng ta đã chứng kiến nhiều lần những hành động khiêu khích đối với cộng hòa nhân dân trung hoa ông peskov đã chia sẻ và tất nhiên trung quốc có quyền chủ quyền để đáp trả những hành động khiêu khích này bao gồm cả việc tiến hành các cuộc diễn tập quân sự tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế Ông Peskov cũng cho rằng Pháp là một nước mà Tổng thống Emmanuel Macron đã đến thăm Trung Quốc để đàm phán vào tuần trước. Không thể môi giới hòa bình ở Ukraine vì Paris cả gián tiếp và trực tiếp đã tham gia vào cuộc xung đột này về phía Ukraine. Do đó, vẫn rất khó tưởng tượng bất kỳ nỗ lực giải hòa nào ở đây. Nga tuyên bố bắn hạ hơn 100 máy bay từ Ukraine hơn 100 máy bay không người lái là Baratar Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch vừa qua là lời Trung tướng Andriy Denin, Tư lệnh lực lượng phòng không, phó tổng tư lệnh của lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho biết, ông nói trên thực tế không có khác biệt cơ bản giữa đánh chặn máy bay không người lái UAV chiến lược như AQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ hay là UAV chiến thuật như là Baratar BT do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất với việc đánh chặn những máy bay có người lái cả việc Nga đã bắn hạ hơn 100 máy bay Barata của Thổ Nhĩ Kỳ chuyển cho Ukraine trong thời gian qua chứng minh điều đó. Đó là điều Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Tenin đã nói. Ông còn nhắc tới vụ MQ-9 của Hoa Kỳ bị rơi ở Biển Đen vào tháng trước, nhấn mạnh rằng máy bay này đã bị mất điều khiển và rơi xuống nước. Vụ này khiến phương Tây nhận ra rằng những mục tiêu trên không như vậy không phải là một vấn đề đối với những hệ thống phòng không hiện đại của nước Nga. các nước ASEAN giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu khi Trung Quốc mở cửa trở lại để thúc đẩy nền kinh tế. Theo một nhà kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Phát triển châu Á, ADB có trụ sở tại Manila, thì các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Asian được kỳ vọng sẽ nằm trong số những quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh nhất trên toàn cầu vì việc mở cửa trở lại của Trung Quốc đã mang lại một động lực đáng kể cho sự phục hồi của họ. Ấn phẩm kinh tế thường niên hàng đầu của ADB là một triển vọng phát triển châu Á ADO 2023 đã được phát hành vào thứ ba tuần trước, dự báo rằng GDP của châu Á đang phát triển và sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay và tăng từ mức 4,2% của năm ngoái. Albert Park, là một nhà kinh tế trưởng của ADB đã cho rằng khu vực này có triển vọng tươi sáng bất chấp những thách thức của hiện tại. Châu Á đang phát triển, đang tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng toàn cầu ở bất kỳ khu vực nào khác. Nếu loại trừ Trung Quốc, Đông Nam Á có thể sẽ tăng trưởng nhanh hơn một chút so với toàn bộ trong khu vực. Và ông Park cũng cho biết là bất chấp những lo ngại về ổn định tài chính toàn cầu, lạm phát và xung đột chính địa của chính trị và các nền kinh tế ở châu Á đang phát triển, đang phục hồi với sự năng động và sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề bởi những yếu tố này. Tai nạn xe bus kinh hoàng tại Peru làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương khi xe bus lao khỏi đường cao tốc tại Peru, bị lật ở một khe núi vào ngày thứ hai vừa qua. Truyền thông đưa tin xe bus 2 tầng chở 76 hành khách rời thành phố trung tâm Hunuco trên đường tới Lima. Chiếc xe bus này thuộc công ty Guadalupe mang biển số BTZ 960 bị mất tập trung và rơi xuống sông. Đại tá Victor Meza đã nói với tin tức địa phương, đội cấp cứu làm việc để giải cứu các thi thể khỏi chiếc xe bus, đưa được ít nhất 12 trong số 25 người sống sót bị thương tới được những bệnh viện gần đó. Giáo viên và cảnh sát đụng độ ở Bolivia Bạo lực đang leo thang giữa cảnh sát và giáo viên trong một cuộc biểu tình ở La Paz vào hôm 10 tháng 4, chống lại chương trình giảng dạy mới do Bộ Giáo dục của Bolivia đề xuất. Đoạn phim cho do Reuters quay đã cho thấy là cảnh sát đã dồn người biểu tình vào một góc, đánh họ và bắn đạn sơn và bình xịt hơi cay vào họ. Các nhà chức trách chưa biết có bao nhiêu người đã bị thương. Người biểu tình đáp trả bằng cách ném pháo vào cảnh sát. Một giáo viên tên là Juana đã cho biết là các giáo viên chỉ muốn gặp bộ giáo dục, nhưng thay vào đó lại gặp phải sự hung hăng. Không với hệ tư tưởng giới tính, không với sự nhồi sọ, cô đã chia sẻ thêm và đề cập đến chương trình giảng dạy mới và hồi tuần trước thì phụ huynh ở La Paz cũng đã phàn nàn với bộ giáo dục về việc giáo viên ngừng việc ở các khu vực thành thị và yêu cầu trả lương cho những giáo viên không làm việc. Sau đây như thường lệ sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới giới chức của Mexico tổ chức đàm phán tại Hoa Kỳ về buôn lậu fentanyl. Hay chúng ta tới với bản tin hình ảnh ngoan mục có 102 của vành đai vành đai của sao Thiên Vương như thế nào và cái nổ súng tại ngân hàng Louisville dường như là nhân viên cũ làm việc tại đây. Và chúng ta tới với người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga cài đặt khẳng định Nga đã kiểm soát được hơn 75% khu vực Bakhmut. Kính mời quý khán giả đón xem trên đài IBC.